Kính chào quý vị và các bạn. Từ thứ Tư đến thứ Bảy tuần sau, tức là ngày 27 đến 30 tháng 9, miền Trung sẽ có mưa lớn do bão. Tây Nguyên thì chủ yếu là mưa về chiều, cục bộ có mưa to. Hiện tại Bắc miền Trung vẫn đang trong đợt mưa lớn và dự báo là mưa sẽ còn kéo dài đến sáng mai. Lượng mưa từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Bình là từ 50 đến 100mm và có nơi trên 150mm. Còn Quảng Trị và Thừa Thiên Huế là từ 15 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Ở Thanh Hóa sẽ có 2 ngày đầu tuần và thứ Bảy của tuần sau là trời sẽ tạnh ráo, mưa chủ yếu về chiều, không quá đáng ngại. Từ thứ Tư cho đến thứ Sáu của tuần sau, mưa sẽ tăng hơn do ảnh hưởng của bão. Vì thế quý vị hãy cân nhắc lịch trình du lịch của mình. Với khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận cũng như là Tây Nguyên, mưa lại tăng thêm do gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh. Và nhìn trên bản đồ dự báo này có thể thấy những khu vực màu xanh lá tương ứng với lượng mưa trên 70mm. Với những quý vị có kế hoạch ghé thăm phố cổ Hội An thì nên tránh đi vào 2 ngày thứ 3 và thứ 4 vì có thể xuất hiện mưa to do bão. Còn những ngày khác thì mưa chủ yếu xuất hiện về chiều tối. Vì thế thì quý vị vẫn có khoảng thời tiết đẹp từ sáng đến chiều để có thể khám phá phố cổ. Mưa dông cũng là thời tiết chủ đạo tại Đà Lạt trong dịp này. Lưu ý 2 ngày đầu tuần và ngày thứ 5 của tuần sau thì mưa bất chợt cả ngày. Quý vị di chuyển nhớ mang theo các vật dụng che mưa hoặc lựa chọn những địa điểm du lịch trong nhà sẽ đỡ vất vả hơn do mưa gió. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa nhiều trong những ngày tới do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Thậm chí là ngày mai thì mưa có thể xuất hiện cả ngày. Tuần sau mưa trong khoảng thời gian từ trưa đến tối. Và do có mưa nhiều nên nhiệt độ không cao, phổ biến trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội cũng sẽ có mưa lớn vào ngày thứ Tư và ngày thứ Năm và khả năng là ngập úng khu vực trũng thấp. Còn những ngày khác thì trời ít mưa, nắng nhiều nhưng mà không quá nóng. Nhiệt độ cao nhất ở đây phổ biến từ 31 cho đến 33 độ. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.